Những quốc gia nào đã chấp nhận Bitcoin? Một số quốc gia đã chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp bao gồm 1. Nhật Bản, được xem là một trong những quốc gia tiên phong trong việc chấp nhận và quản lý hoạt động liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử khác. 2. Đức, cho phép các doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp. 3. Thụy Sĩ, cho phép các ngân hàng cung cấp dịch vụ tài khoản Bitcoin và tiền điện tử khác. 4. Malta, đã trở thành một trung tâm cho các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử và đã đưa ra quy định rõ ràng về hoạt động đổi mới tiền điện tử. 5. El Salvador, quốc gia này đã thông qua một luật pháp mới cho phép sử dụng Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp vào tháng 9 năm 2021. Nhiều quốc gia khác cũng đang xem xét và nghiên cứu về việc chấp nhận và quản lý hoạt động liên quan đến Bitcoin và tiền điện tử khác.